Minh Hằng xin lỗi về cú nhào lộn, mình phải làm những điều không ai dám. Sau một ngày im lặng thì giờ đây nữ ca sĩ đã lên tiếng về sự cố của mình trong đêm diễn gây sự chú ý của mọi người. Dù đã được mọi người cảnh báo trước rằng sàn rất trơn, nhưng Minh Hằng vẫn cương quyết thể hiện cú nhào lộn thế này. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Minh Hằng lần đầu chia sẻ cảm xúc của cô sau sự cố ở đêm diễn thời trang trong khuôn khổ sự kiện Việt Nam International Fashion Week 2019. Cụ thể cô bộc bạch, cú chao đảo bị diễu cợt lịch sử, nhưng cú đua người trên không lại đi vào lãng quên, lỗi mình, lỗi người hay lỗi tại cái sàn. Khi Minh Tú diễn mở màn vừa bước vào đã chạy lại nói với mình, chị ơi, cô lại màn nhào lộn nhé, sàn trơn lắm. Rồi lần lượt các bạn người mẫu bước vào, Tú đều hỏi sàn còn trơn không, các bạn vừa nói sàn rất trơn. Vừa đi đến các bạn diễn còn lại la to, sàn trơn lắm, mọi người cẩn thận nhé. Mình đứng ngay TV, mặt xanh chành như tàu lá chuối. Minh Tú đi hẳn đến bên mình, chị không nên lộn đâu, rất nguy hiểm. Mình nhắm mắt lại suy nghĩ hai từ lộn hay không lộn. Não mình như phim hoạt hình, có hai con A-Kin đấu đá nhau để giành phần thắng. Và cuối cùng mình đã chọn gì mọi người cũng đã biết rồi, không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn. Nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu cách quốc mặc khuôn ngầu trên đường băng lạnh lùng đấy. Mình đến đây vì mình là đại diện cho nét đẹp năng động, khỏe mạnh và dẻo dai. Mình đại diện cho từng lớp. Nhìn mấy đôi chân dài là phát thèm, vì thèm quá mà lại không có nên bắt buộc phải lao đầu vào tập luyện để siết chỗ này và nở chỗ kia. Ít ra không dài thì chỉ số hình thể cũng ổn và quan trọng nhất là khỏe. Khỏe để làm những điều không thể trở thành có thể. Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người. Mình đã làm được rồi, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Quan trọng là dám làm, dám chịu đau đớn. Đủ sự kiên định và niềm tin, lúc đó chợt nhớ đến cháu mình. Lần lượt đầu tiên của bả thật vất vả gian nan, nghe tiếng bả la thất thanh mà đầu thì vẫn cắm xuống nệm. Nhưng mọi thứ tốt dần lên khi có sự luyện tập và quan trọng là bả sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc để được học hỏi những điều mới. Quay lại vấn đề chính, lỗi tại ai, đích thị là không phải lỗi ở cái sàn vì đã có rất nhiều người mẫu đi trước đã té, mình đã được mọi người cảnh báo, nhưng trời à, mình đã quá tự tin và lì lợm. Mình đã nghỉ suốt những năm tháng, ta mình rèn luyện bản thân và suốt một tuần lễ qua mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm. Đến ngủ mình còn toàn mơ và phân tích các chi tiết bộ phận trên cơ thể làm sao để kiểm soát thật tốt. Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và sẽ ảnh hưởng đến chương trình hay đặc biệt là đối tác của mình. Mình xin chân thành xin lỗi đã không làm tốt nhiệm vụ được giao để truyền đi những thông điệp tích cực mà thể thao mang lại. Các bạn có quyền cười chê vào tai nạn nghề nghiệp của mình vì rõ ràng mình đã không làm trọn vẹn. Đọc comment, thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần. Nhưng sau tất cả mình có hối hận với những gì mình đã làm không? Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn, chịu đấm ăn xôi, bỏ qua hết tất cả những hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ mà bản thân đặt ra, thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay. Vì mình nhận thức được rằng, mình không sắc nước hương trời cũng chẳng thông minh bằng ai. Nên cái duy nhất mình luôn cố gắng duy trì và nắm giữ là nghị lực và niềm tin. Chắc vì tự kỷ ám thị câu thần chú mình sẽ làm được hoài. Nên cứ tưởng mình là siêu nhân thiệt. Xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu quý mình luôn trông đợi vào mình, đã thất vọng vào lần này. Nhưng hãy luôn tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé. Cô gái sau một ngày im lặng trốn thế giới, nay lại mỉm cười đương đầu với thế giới. Nữ ca sĩ vô cùng tự tin khi chào sân, chẳng kém gì các người mẫu chuyên nghiệp. Cả màn đu dây cực xuất sắc, nhưng spotlight và nhiều lời chê bai lại rơi vào màn nhào lộn không nên được trọn vẹn này. Sau tất cả rất may mắn khi Minh Hằng đã không gặp phải một chấn thương đáng tiếc nào. Từ cú trượt chân kia, hy vọng mọi người nhìn nhận trọn vẹn phần biểu diễn để thấy một người ca sĩ nhưng lại có thể đu dây trồng chuối, chỉ để mang lại sự mới lạ cho người xem. Hãy ghi nhận sự cố gắng thay vì dùng những lời chê bai, cười vào sự cố gắng của người khác.